tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Củi tất thành cang, khi nào được vào lò? Một bài viết của Gió Bắc được đăng trên trang Cộng hòa Thời báo.com.au của chúng tôi. Ngày 19 tháng 12, báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đưa một thông tin đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Phân công người xử lý công việc thay ông Tất Thành Cang nghỉ phép. Tuổi trẻ cho biết ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh xin nghỉ phép từ ngày 17 tháng 12 năm 2018 đến ngày 3 tháng 1 năm 2019. Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo phân công bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xử lý công việc thường xuyên hàng ngày của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian ông Cang nghỉ phép. Long trọng hơn nữa, thông báo phân công nói trên được gửi cho các thành ủy viên, thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, thường vụ thành đoàn, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở để có sự phân phối điều hành công việc của Đảng bộ thành phố. Việc cán bộ nghỉ phép là chuyện bình thường hàng năm, đâu có gì quan trọng, báo chí phải thông tin long trọng như vậy. Chức vụ ông Cang cũng thường thường bậc trung, tầm ủy viên Trung ương Đảng thì cả nước có trên 100 vị. Điểm khác thường ở đây là Cang thuộc diện củi sắp vào lò. Sau những bê bối tự ý bán rẻ 32 hecta đất ở Phước Kiển, đầu tư 4 con đường hơn 12 km giá 12.000 tỷ và những sai phạm khác ở Thủ Thiêm, Tất Thành Cang trở thành tiêu điểm của dư luận xã hội, trở thành tội đồ bị người dân nguyền rủa khinh miệt nặng nề trong bộ sậu sâu dân mọt nước của Thành phố Hồ Chí Minh là Hải Cang đua tín. Từ 2 tháng qua, dư luận cứ nháo nhào đồn đoán việc Cang nhập kho vào lò. Hiếm có cán bộ đang tại chức nào lại bị cộng đồng mạng công khai biếm nhẽ như Cang. Ngay cái tên họ đẹp đẽ của Cang cũng bị nói lái lại là tan thành cờ chấm chấm chấm. Trong đất nước mà có quyền tự do ăn nói suy nghĩ bị bóp chặt, một giảng viên nói ra ý kiến phê phán cấp trên trong một trường đại học đã bị quy tội hình sự. Thế mà còn đối với Cang, đương chức ủy viên Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy, đại biểu Quốc hội bị nhục mạ nặng nề, nhưng hệ thống an ninh vẫn làm ngơ. Không chỉ làm nhục trên diễn đàn mạng, một số nhà báo còn bao vây trước cổng biệt thự quay clip như đang chờ đợi để ghi hình cảnh bắt và áp giải Cang. Facebook của nhà báo Phạm Việt Thắng, một cây bút được cho là có tính dự báo chính xác các vụ bắt giữ quan chức như Nguyễn Thành Tài, Trần Bắc Hà, từ cuối tháng 11 đã nhiều lần úp mở việc bắt Tất Thành Cang. Ngày 15 tháng 11, Phạm Việt Thắng có status hoàng đạo cho Tất Thành Cang. 15 tháng 11 nhằm ngày 9 tháng 10 năm Mậu Tuất là ngày Tân Hợi, lại gặp tháng 10 là tháng Quý Hợi, đích thị là ngày hoàng đạo. Ngày này về buổi chiều rất phù hợp cho một công bố các kết luận của cấp trên đối với cấp dưới, và hợp nhất là các kết luận có nhận định sai phạm rất nghiêm trọng, chiếu theo quẻ gieo hôm đầu năm thì sao chiếu giữa đầu anh Sáu Cang rồi. Thế nhưng cũng lại điều kỳ lạ là trái với bao dự đoán, ngay cả với dự đoán của những cây bút chim lợn, đến nay Cang chỉ mới nghỉ phép mà chưa vào lò. So sánh về sai phạm Nguyễn Thành Tài mấy ngàn mét vuông đất ở Lê Duẩn, với Cang thì tội của Tài chỉ là con kiến. Tài bị bắt không oan, nhưng nhiều người vẫn ngậm ngùi vì ít ra trong thời gian đương chức, Tài cũng từng lao tâm khổ trí thực hiện chương trình ba giảm. Vậy tại sao Tài nhập kho từ lâu còn Cang vẫn tự do nghỉ phép? Một status về công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên Facebook Phạm Việt Thắng. Nhà báo Phạm Chí Dũng khẳng định rằng Cang là cái lô cốt cuối cùng trước cổng nhà bố già Lê Thanh Hải. Đã bắt Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Thành Tài, đã điểm danh vợ con Hải là Trương Thị Hiền, Lê Trương Hải Hiếu, đã kỷ luật Lê Tấn Hùng, em ruột của Hải, bắt Cang tất yếu sẽ đến Hải.
Thế nhưng, chừng như thực tế không dễ như vậy. Hơn 2 nhiệm kỳ làm chủ tịch rồi bí thư thành ủy, chắc hẳn bố già không chỉ vơ vét cho cá nhân mình mà còn khôn ngoan chia chác lợi ích cho con bò sữa Sài Gòn, cho nhiều thế lực khác. Dù đã về hưu nhưng chắc hẳn Lê Thanh Hải không chịu bó tay làm củi cho lò của tổng bí chủ tịch và phải có chiêu thức tự vệ. Chắc hẳn vây cánh của bố già không chỉ làm là đàn em thuộc cấp mà có cả những thế lực cao hơn. Diễn biến của cuộc đốt lò thành phố Hồ Chí Minh cũng không phải hoàn toàn suôn sẻ. Ngày 15 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận là Tất Thành Cang có nhiều sai phạm rất nghiêm trọng mà theo tiền lệ trước đó từ các tướng lĩnh đến bộ trưởng, cụm từ này có nghĩa là thành củi. Thế nhưng ngày 19 tháng 11, Facebook của Lê Nguyễn Hương Trà cũng là nguồn thông tin dự báo của phe lò lại cho biết 19 tháng 11. Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh hôm nay họp về vụ kỷ luật Tất Thành Cang, kết quả có 9 phiếu cảnh báo, 2 phiếu cách chức và còn lại 4 khiển trách, chủ yếu do sai phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Như vậy, tình hình địa phương về các vi phạm của 6C nhẹ hơn nhiều so với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tin thêm về thành phố Hồ Chí Minh, chiều cùng ngày, cơ quan điều tra Bộ Công an đã triệu tập đồng loạt ông Nguyễn Hữu Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Lê Văn Thanh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thanh Chương, trưởng phòng đô thị, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Bốn ông này liên quan đến Vũ Nhôm đã bị khởi tố hôm 18 tháng 9 năm 2018 tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Thông tin của Hương Trà cho thấy có khoảng cách rất lớn về đánh giá khuyết điểm của Cang giữa phe lò và phe thành phố đương chức và liền theo đó là phe lò đã có cú đánh bồi bắt giam Nguyễn Hữu Tín và đồng bọn. Thế nhưng áp lực ấy chừng như chưa đủ mạnh trước cái lò hừng hực lửa. Không rõ vô tình hay cố ý lần đầu tiên các quan chức đương nhiệm của thành phố lại công khai có ý kiến ngược lại với cấp trên. Sáng 5 tháng 12, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho hay, theo tỷ lệ phân bổ ngân sách trung ương quy định thì thành phố Hồ Chí Minh làm ra 100 đồng thì chỉ được chi 18 đồng, phần còn lại 82 đồng phải nộp về trung ương. Qua trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Khuê cho rằng năm 2019 thành phố Hồ Chí Minh không thể lạc quan tếu được dù ghi nhận sự chuyển biến tích cực của Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nỗ lực của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Tăng trưởng kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 8,3% là một thành tích kỳ diệu. Khi trao đổi với Bộ trưởng Tài chính, tôi nói Bộ Tài chính cần đánh giá rõ trong bối cảnh nghị quyết 54 việc phân bổ ngân sách trong thời gian tiếp theo, Bộ Tài chính cần làm rõ định mức tỷ lệ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh được giữ lại chứ không thể làm theo cảm tính. Không thể xem thành phố Hồ Chí Minh là bò sữa để vắt sữa quá nhiều. Ông Khuê nói và cho biết thêm, thành phố Hồ Chí Minh cần được bồi dưỡng, đào tạo, tạo điều kiện chăm lo an sinh xã hội cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ là phó đoàn đại biểu Quốc hội dám đưa hình tượng con bò bị cấp trên vắt quá nhiều sữa, quả là sự can đảm hiếm thấy nếu không có một điểm tựa chính trị vững vàng nào đó. Không chỉ dừng lại ở đó, trong ngày kế tiếp của kỳ họp Hội đồng Nhân dân, khi đọc báo cáo tổng thể tình hình kinh tế xã hội với đại biểu và cử tri thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong cho rằng năm 2018 thành phố đối mặt với 5 khó khăn, thách thức lớn, trong đó việc đón và làm việc với nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, giám sát từ các cơ quan trung ương. Nhiều vụ việc rất phức tạp kéo dài từ các nhiệm kỳ trước vô cùng khó khăn trong quá trình giải quyết như vấn đề khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu công nghệ cao quận 9, dự án Safari huyện Củ Chi,
khu đất 8 và 12 Lê Duẩn, khu đất 246 Hai Bà Trưng. Các cuộc thanh kiểm tra điều tra khởi tố giúp thành phố nhận thức rõ các hạn chế, khuyết điểm, thẳng thắn, nhìn nhận và tập trung giải quyết để làm tốt hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, cũng có phần làm giảm sự năng động của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố dẫn đến đôi lúc chậm giải quyết hồ sơ và hành chính, ông Phong nói. Nhiệm vụ năm 2019 rất nặng nề nên không chỉ chính quyền các cấp mà cả hệ thống chính trị cần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. Ông Phong đề nghị, trong khi cụ tổng chủ tịch đang hào hứng, ai không làm thì tránh ra. Phát biểu của ông Phong quả là một sự thách thức. Ngày 17 tháng 12, tiếp xúc cử tri quận 1, ông Phong tiếp tục thể hiện quan điểm này. Hiện nay, thành phố có hơn 90 dự án đang thanh tra. Ngoài ra, còn có các cuộc điều tra kiểm toán. Có những phòng chuyên môn ở Sở Tài nguyên và Môi trường một tuần phải lên làm việc với cơ quan chức năng gần 20 lần. Điều này cũng khiến tâm lý cán bộ phần nào ảnh hưởng. Xét về vai vế thế lực, ông Phong không đủ tuổi để cương với cấp trên. Dư luận cho rằng ông dại mồm, nhưng liệu ông có dại đến mức tự sát khi hoạn lộ đang thanh thang như vậy nếu không có thế lực đằng sau chống đỡ? Không rõ, ngẫu nhiên, trùng hợp hay có sự sắp đặt nào đó, từ ngày 3 tháng 12, một kết luận thanh tra chính phủ về các dự án BOT của thành phố Hồ Chí Minh đã có từ tháng 6 năm 2017 lại lọt ra đến tay các tài xế. Trong đó khẳng định BOT An Lạc, An Sương đã hết hạn thu phí từ lâu và thành phố Hồ Chí Minh tự xây thêm 4 cầu vượt để thu phí kéo dài 2033. Giới tài xế lập tức phản ứng, trạm thu phí phải thất thủ nhiều lần. Sở Giao thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh luôn chống chế là đã làm đúng luật. Quy chụp các tài xế đấu tranh không mua phí là do Việt Tân tổ chức, nhưng tiếp đó đã xuống nước, thực hiện miễn giảm cho người dân địa phương, nhưng giới tài xế chưa thỏa mãn. Yêu sách của họ là phải bỏ trạm chỉ thu phí trên từng cầu vượt BOT An Sương, An Lạc nằm trên trục lộ 1 và 1A đi qua thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn là điểm nóng chiến lược. Trong một động thái khác, Facebook của Trương Huy San có bài viết danh sách anh hai được nhiều trang mạng chia sẻ. Bài viết nhắc lại thủ đoạn tạo vây cánh của Lê Thanh Hải lúc mới nắm quyền không có gì mới mẻ. Điều quan trọng là trong bài khẳng định Nguyễn Thiện Nhân không nằm trong danh sách anh hai và không nhắc đến tên Nguyễn Thành Phong. Phải chăng đây là tín hiệu của phe lò muốn phân hóa Nhân, Phong với phe hai Nhật, Tất Thành Cang? Vấn đề là thế lực nào, sức mạnh nào dám cản ngăn công cuộc đốt lò của Ngài Tổng Chủ tịch? Cần lưu ý rằng Tất Thành Cang là ủy viên Trung ương Đảng, muốn bắt Cang phải có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng của Bộ Chính trị, muốn khai trừ Cang phải qua Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết. Phải chăng cái dớp việc bỏ phiếu tín nhiệm đồng chí X trong nhiệm kỳ trước đây làm Tổng Chủ tịch ngần ngại? Một điều kiện khác là Cang là đại biểu Quốc hội đương nhiệm. Theo luật, muốn bắt Cang ít nhất phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đình chỉ tư cách đại biểu hoặc Quốc hội miễn nhiệm. Phiên họp thứ 29 Ủy ban này đã qua, phiên họp 30 dự kiến diễn ra trước Tết Nguyên đán. Vì vậy, trước phiên họp này, Tất Thành Cang còn có thể ăn no ngủ kỹ. Việc Cang nghỉ phép và bàn giao công việc có thể là cách đình chỉ công tác ngấm ngầm để phục vụ điều tra, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội cho Cang khi các nhóm lợi ích, các bố già vẫn còn thương lượng thỏa hiệp với nhau chia chác quyền lợi, quyền lực của nhau trên lưng người dân thành phố. Qua bao cuộc thanh tra, bao lời hứa, thời điểm giải quyết khiếu nại của người dân Thủ Thiêm vẫn cứ bị kéo lùi, vô hạn và hướng giải quyết vẫn là lỡ, giải tỏa, sai thì tiếp tục chiếm đất chứ không trả lại cho dân. Dù Cang này có bị bắt thì người thay thế vẫn chỉ là một Cang khác của một nhóm lợi ích khác chứ không hề có người lãnh đạo thật sự vì dân như họ đã hứa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình kế tiếp của chúng tôi.